Chào bạn, trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các phương thức hô hấp nhân tạo dùng trong máy máy thở. Đấy. Hô hấp nhân tạo dùng trong máy thở nhé. Thì cái phương pháp thứ nhất là cái khái niệm thứ nhất là thể tích và dung tích thở. Thể tích khí lưu thông, người ta ký hiệu là TV. Đấy. Là thể tích của một lần hít vào và thở ra bình bình thường. Ở người trưởng thành ấy, thì thể tích lưu thông khoảng là 0,5 lít đấy. Và bằng 12% cái dung tích sống. Thể tích khí dự trữ hít vào ký hiệu là IRV. Nhớ nhá, thể tích khí dự trữ hít vào thì ký hiệu là IRV, là cái thể tích mà khi hít vào đấy thêm được tối đa sau khi hít bình bình thường. Thể tích này thì người bình thường là 1,5 cho đến đến 2 lít. Đấy. Chiếm khoảng 56% dung tích sống. Thể tích khí dự trữ thở ra. Thể tích khí dự trữ thở ra ký hiệu là RV. Đây là cái thể tích khí thở ra tối đa thêm được sau khi thở bình thường. Ở người bình thường ấy, thể tích này rơi vào khoảng là 1,1 cho đến 1,5 lít. Đấy. Nó chiếm là khoảng 32% dung tích sống. Thể tích khí cặn ký hiệu là RRV. Đây là cái thể tích khí còn lại ở trong phổi sau khi đã thở ra tối đa. Bình thường thể tích khí cặn nó rơi vào khoảng là 1 cho đến 1,2 lít. Dung tích là tổng của hai hay nhiều loại thể tích. Ký hiệu là C. Dung tích sống ký hiệu là VC. Dung tích sống ký hiệu là VC. Dung tích sống thì bao gồm là thể tích khí lưu thông này và cái thể tích khí dự trữ hít vào. Dung tích sống là bao gồm thể tích khí lưu thông và cái thể tích khí dự trữ hít vào. Thể tích khí dự trữ thở ra cộng với cái thể tích khí dự trữ thở ra nữa, có nghĩa là sao không? Có nghĩa là VC nó sẽ bằng TV cộng với IRV cộng với RV. Đấy. Dung tích sống thể hiện cái khả năng tối đa của một lần hô hấp. Người Việt Nam trưởng thành thì dung tích sống rơi vào khoảng là 3,5 cho đến 4 lít. Đấy. Ở nam giới và 2,5 cho đến 3,5 lít ở nữ giới. VC tức là dung tích sống nó phụ thuộc vào độ tuổi tác, giới tính và cả chiều cao nữa. VC được tăng lên nhờ vào luyện tập, giảm nhiều ở một số bệnh bệnh nhân có bệnh bệnh phổi hay là bệnh lồng ngực, tràng tràng màng dịch phổi, u phổi, gù, vẹo cuộc sống, vân vân. Dung tích phổi, dung tích toàn phổi, nhớ nhá, dung tích toàn phổi, ký hiệu là TLC, TLC. Đây là cái thể tích khí chứa trong phổi. Thể khí chứa trong phổi sau khi đã hít vào tối đa và bao gồm dung tích sống và thể tích khí cặn, tức là TLC nó sẽ bằng VC cộng với RV. Bình thường thì dung tích toàn phổi nó là khoảng khoảng 5 lít, thể hiện ở cái khả năng chứa đựng tối đa của phổi. Cái dung dung tích cặn chức năng, đây là một cái khái niệm mà dung tích cặn khí năng là FRC. FRC. FRC là số lít khí có trong phổi cuối kỳ thở ra. Bình thường ở vị trí nghỉ ngơi, các cơ quan hô hấp thư giãn hoàn toàn. Đấy. Vị trí thở này thì cùng với các thông số là FRC có ý nghĩa đặc biệt trong sinh lý và trong bệnh lý hô hấp, tức là FRC dung tích cặn chức năng ấy nó bằng RV cộng với ERV. Dung tích hít vào là số lít khí hít vào tối đa kể từ cái vị trí nghỉ thở thư giãn. Vậy thì IC nó sẽ bằng là TV cộng với IRV.
Dung tích sống là cái lượng khí huy động được, tức là thở ra ngoài ngoài được, nên dung tích sống và các thể tích thành phần có thể đo được. Dung tích sống thường là một tiêu chí của thể lực khi giảm, gọi là không khí hạn chế, và thể tích cạn là lượng không khí không huy động được, tức là không thể ra ngoài được nên nó không trực tiếp đo được. Yếu tố thứ hai là thông khí nhân tạo điều khiển. Thông khí nhân tạo điều khiển, người ta viết nó là CMV, CMV. Còn IBBV, IBBV là cái phương pháp, cái phương thức hô hấp nhân tạo cần được tiến hành ngay sau khi có chỉ định máy thở. Đó là cái phương thức thông dụng nhất và đáp ứng được những cái trường hợp bệnh nhân đang có nguy cơ nguy kịch. Sau đó tính toán đến việc sử dụng các phương thức thích hợp. Phương thức thông khí nhân tạo điều khiển là bắt buộc người bệnh thở theo máy. Máy sẽ đẩy những cái áp lực không đổi, đẩy áp lực không đổi đều đặn vào cho bệnh nhân với tần số và lưu lượng đã được định trước. Yếu tố thứ ba là thông khí nhân tạo với áp lực ngắt quãng. Cái này chắc là bạn, nếu mà bạn nào học thì sẽ hiểu rất là rõ rồi. Thông khí nhân tạo với áp lực dương ngắt quãng, IBBB, IBF, BF và B bò. Đấy. Hô hấp áp lực với áp lực dương ngắt quãng khi sử dụng dài ngày được gọi là thông khí nhân tạo với áp lực dương ngắt quãng. Đấy. Được thực hiện với máy hô hấp nhân tạo trên bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản và mở nội khí quản, đôi khi là qua mặt nạ đấy, máy sẽ đẩy vào phổi bệnh nhân một cái thể tích khí với cái tần số nhất định, một áp lực đẩy luôn luôn dương, một áp lực đẩy luôn luôn dương. Còn thở ra thì nó sẽ thụ động và áp lực đường dẫn khí lúc này sẽ trở về không. Phương thức hô hấp này được sử dụng nhiều nhất trong hồi sức cấp cứu. Đấy. Do có nhiều khả năng khác nhau để điều chỉnh thông số này. Đấy, nên phương thức này có thể đảm bảo một sự thông khí đúng đắn trong đa số trường hợp. Cái phương pháp tiếp theo là thông khí tự nhiên với áp lực dương liên tục. Thông khí tự nhiên với áp lực dương liên tục, viết tắt là CBAB, CB bò, BB B phở và AB phở. Thông khí tự nhiên với áp lực dương liên tục là một cái phương pháp thông khí tự nhiên với BEEB. Phương pháp này được Gregory sử dụng cho trẻ sơ sinh bị màng trong. Hiện nay thì tác giả đã dùng với hội chứng suy hấp cấp ở người lớn. CBAB được sử dụng để tránh những cái rối loạn huyết động gây ra do cái phương pháp do cái phương thức IBBV và làm cho chịu được cái độ bét, tức là độ BEEB cao hơn. Bệnh nhân thở vào tự nhiên nhưng áp lực thì thở vào thấp, còn IBBV sẽ, tức là bệnh nhân sẽ thở vào tự nhiên nhưng với áp lực thấp hơn so với IBBV mà sẽ không xuống không, vì nó có áp lực dương của BEEB. Với CBAB thì bệnh nhân thở tự nhiên trên cơ sở là áp lực dương liên tục, bệnh nhân sẽ dần trở về thở tự nhiên để cai hãng máy. Có thể hiểu là trước mỗi bệnh nhân luôn có một luồng khí áp lực dương để khí này sẽ nhanh chóng chảy vào phổi. CBAB dùng cho bệnh nhân bắt đầu tự thở và do thở máy lâu ngày
có nguy cơ là sạc phổi. Đấy. Ở mức là BEB thường là khoảng 5 cm, 5 cm H2O, 5 cm nước. Còn cái phương pháp thông khí điều khiển ngắt quãng IMV này, rồi cái phương pháp thông khí bắt buộc ngắt quãng với SIMV, còn rất nhiều nữa, thì sẽ được trình bày ở trong một cái dịp khác. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.